À, chúng tôi từ thành phố Houston và bác sĩ Ngô Bá Định từ miền Nam Cali xin trân trọng kính chào quý khán giả của Người Việt Channel. Và thưa quý khán giả, hôm nay là thứ mấy này? Hôm nay là tối thứ năm, gần gần 11 giờ đêm rồi. Vâng, bây giờ thì trở lại với bác sĩ, chào tới Ngô cùng bác sĩ Ngô Bá Định. Đà, xin kính chào chú Hoàng Bách và xin trân trọng kính chào và quý khán thính giả của Đài Người Việt Channel của chúng ta. Xin rất là trân trọng và cảm ơn quý bà con cô bác đã bỏ thời giờ để mà lắng nghe và ủng hộ cái tinh thần của các anh chị em, các chú bác trong nhóm Người Việt Channel của chúng ta. Thì hy vọng là quý bà cô đồng bác thấy những cái đoạn nào mà nó hữu lý, hợp tình mà có thể mình chia sẻ với lại những người thân của mình, hoặc là những người mà đã lý luận và tranh luận với mình thì có thể đem ra. Nhưng mà thôi, nên cẩn thận, tại vì những người nào mà đã họ đã chọn lãnh tụ rồi, chọn giáo chủ rồi thì khó mà đổi lắm. Nhiều khi lại mất lòng nhau đấy, lúc đó là bạn bè lại chia rẽ rồi. À, người trong nhà nhiều khi vợ chồng lại ly dị nhau vì vấn đề này. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Ngô Bá Định rất là nhiều. Khi chiều nay bác sĩ có nói chuyện với tôi đó thì bác sĩ nói là bác sĩ đầy đủ hết nha. Bác sĩ không muốn cái gì hơn ấy. Bác sĩ muốn là cái điều nền dân chủ của Mỹ mình còn lại, để lại cái gì đó trong cái di sản. Bởi vì cái dân chủ nó rất là quan trọng. Bởi vì vì dân chủ cho nên chúng ta mới chạy đi tị nạn. Và bây giờ thì sắp đến đánh dấu là 48 năm, tức là tháng 4 này, thì chúng ta đã sắp như vậy rồi, cho nên bác sĩ không có cái thao thức gì hết, chỉ là mong làm sao mình nói sự thật, đúng sự thật, trình bày đến quý khán giả để mình biết là chính mình là đã trải nghiệm qua rất là nhiều. Đó là cái nền dân chủ rất là quan trọng. Thì ngày hôm nay cái thời gian nó không nhiều, cho nên bác sĩ chỉ chú trọng tới cái vấn đề đó. Là thưa quý khán giả, bác sĩ có nêu lên vấn đề như thế này. Bác sĩ nói là mới đây ông Trump ông kêu gọi các dân biểu của Đảng Cộng hòa tìm cách cắt cái ngân sách của Bộ Tư pháp và của FBI. Ông nêu lên lý do vì Bộ Tư pháp nhiều tiền quá, cho nên Bộ Tư pháp đi điều tra nào là Jack Smith, nào là nhiều cử nhiều người. Nhưng mà ông có biết là vì ông vi phạm cho nên ông mới sợ, chứ còn nếu ông vi phạm thì ông không có sợ. À, bây giờ thì mời bác sĩ để chia sẻ cái điều này và cái điều thứ hai nữa, cái chủ đề thứ hai mà cũng rất là hay. Thì thưa quý khán giả, ngày hôm nay là thứ năm. À, cách đây ngày vào ngày 30 tháng 3 đó, thì ở Tennessee một số người sau khi mà một cái trường học mà bị bắn chết 6 người, trong đó 3 người lớn và 3 trẻ em đó, thì dân chúng đi biểu tình ở đó hàng ngàn người, đùa là phải bỏ quỹ cái vấn đề súng đạn mua bừa bãi quá. Thì trong đó có 3 dân biểu có đi tham dự biểu tình. Và ngày hôm nay, đặc biệt ngày hôm nay, thì vì cái đảng Cộng hòa ở Tennessee họ là chiếm đa số, Cộng hòa chiếm đa số, cho nên ngày hôm nay họ biểu quyết và họ trục xuất 2 dân biểu của đảng Dân chủ. Lát nữa mình nói. Nhưng mà bây giờ thì xin bác sĩ nói về cái vấn đề là ông Trump đề nghị đảng Cộng hòa nên bỏ các cái ngân sách của Bộ Tư pháp cũng như là FBI, thì bác sĩ nghĩ sao về vấn đề này? Cái vấn đề nó hơi nghịch lý và nó đưa đến cái sự mà mâu thuẫn, nếu không nói là một cái điều mà đạo đức giả của những người mà Trumper đó, những người mà ủng hộ mà tôn thờ ông Trump đó. Thì những người sống chết ông Trump, tôi nghĩ là có một số người thật sự họ tin là họ chính nghĩa, nhưng mà tôi thấy có một số người là vì cái động cơ đằng sau đó là như họ đa số là những người da trắng kỳ thị, họ không thích người dân da màu di dân tị nạn đến đây, mà họ cứ đổ cho họ những người ăn welfare hay là ăn cái tiền thuế má này nọ, họ nghe cái giọng nói accent của họ hay là dáng dấp cái màu da sắc thì họ đã ghét rồi. Và những người mà da trắng mà bạch bào thượng đẳng mà thượng tôn mà họ thích liếm súng, là lắp súng và lái súng đó, những bọn đó hay là thì đa bọn đó cũng được, cũng đa số là bọn da trắng mà supremacist thượng đẳng, nhưng mà cũng một số là cái bọn mà nó cái gì mà Putin biết là Trump biết, cái gì mà Trump biết đa phần là Putin biết, thì những cái gì mà Putin mà nắm blackmail là nhắm những cái điều mà thương lương bại lý, những điều mà dơ bẩn, những cái clip video, những cái sách tape của những người mà đảng trong đảng Cộng hòa đó,
thì Trump cũng biết. Nên nhớ Trump học cái chiêu bài của Putin là mang những cái hồ sơ mà tối mật, đại bí mật, mà nói về những cái chuyện có thể xảy ra những người trong công viên quan chức mà trong chính quyền của Hoa Kỳ đó, những người thượng nghị sĩ dân biểu này nọ, hay là ông tòa này nọ, mang về Mar-a-Lago, là nếu mà biết được những cái bí mật, chẳng hạn như có cái bí mật về về cuộc đời tình ái ông là Macron thì phải không ạ? Đó thì những biết cái đó là mình có thể sai khiến người ta, hù dọa, blackmail người ta được. Cái nhưng nên nhớ những gì mà Putin biết đó, là Trump đều biết. Nên nhớ, quý vị nên nhớ, mấy năm trước tôi nói sau mỗi lần có những chuyện động trời, kinh thiên động địa, những chuyện mà có thể mà mình nói là không biết Trump sẽ làm sao đây, là ông Trump đi đánh golf phải không ạ? À, mỗi lần the rough going, the rough go, go golfing, tôi hay nói đó trên Facebook. Thì quý vị để ý những lần mà kinh thiên động địa ghê gớm nhất là Trump đi đánh golf mới vừa rồi đó, trước khi mà cái ngày 4 tháng 4 là trùng tứ đó chú. Nhớ trùng bát đâu, trùng bát là 8 tháng 8 ngày mà họ lục soát Mar-a-Lago, thì đây trùng tứ 4 tháng 4 là cái ngày mà Trump phải bị đệ trình trước tòa án, phải ký giấy lăn tay chụp hình và phải cam kết là không được làm những chuyện mà gây đại loạn, mà hù dọa giống như Al Capone mà cầm cái baseball mà đập vô đầu người ta mà chết liền đó. Cái hình ảnh nó kinh khủng quá, cái kiểu mà giống như mà một ông trùm mafia mà khi mà nói thằng này là rat, thằng này giống như mà Michael Cohen, thằng này là chuột, thằng này là trouble của tôi đó. Đó là cái hình ảnh mà cầm cái baseball mà ông Alvin Bragg ngay cái đầu của ông Alvin Bragg ngay đó đó chú. Thì rõ ràng là cái hình ảnh giống như một đại ca mafia mà muốn nói cho đệ tử của mình là thằng này lên án tử hình, phải giết nó thì đó, đó những cái điều đó ông phải cam kết với ông Juan Marchant là không được làm những điều đó. Với là ông mayor của ông New York, ông cũng cảnh cáo, là ông Eric Adams đó, mayor của ông cũng cảnh cáo bà Michelle Taylor Greene đó, là phải giữ gìn khuôn phép, you have to be at your best behavior, đừng có lộn xộn, đừng có giỡn mặt với chính quyền đó. Cái câu mà cháu mà gặp ông Donald Trump đó, cháu ngồi đối diện với ông, cháu sẽ đấu 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 những từ mà làm cho người ta mà đau đớn, cháu thích luôn. Cháu rất là hiền, cháu giống như mẹ của cháu đó, đi với bụt thì mặc áo cà sa, nhưng mà đi với ma mặc áo giấy. Cái người nào mà ác quá đó, thường thường cháu cháu muốn dùng những cái ác mà họ làm người ta để cho người nọ, họ biết là trên đời này vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn. Cháu ước gì gặp ông Trump á, để mà cháu nói một cái câu là cháu không biết cháu có nghĩ thề không, nhưng mà cháu nói là đừng có giỡn mặt với chính quyền. Tại vì Donald Trump đã ngồi xổm ỉa đùn mà không có mặc tả, nhưng mà đứa con nít mà trên thượng tôn pháp luật, trên trên hiến pháp mà hiến chương của Hoa Kỳ rồi, bao nhiêu năm nay hắn ta đã không đối diện với luật pháp, 50 60 năm nay rồi, và từ ăn gian nói dối làm bậy làm bạ bao nhiêu chục năm nay, từ cái lúc mà nhờ người mà thi cái SAT dùng đó, từ lúc đó mà vô trong Wharton Business và ở New Penn này đó, hoặc là rất ư là nhiều chuyện. Thì bây giờ cháu muốn nói như thế này, nếu ngày trước khi mà người ta biểu tình BLM đó, thì có một số người đảng Dân Chủ họ đứng lên họ nói là cảnh sát quá man rợ, quá bất công, quá kỳ thị. Nên nhớ rất nhiều cảnh sát mà trong đó cái bọn da trắng mà thượng tôn nó nằm trong Proud Boy, là Oath Keeper, hay là KKK, hay là 3%, hay là Six Million Not Enough, là những giết người chưa, những bọn mà neo-Nazi á, nó thâm nhập vào trong cái đội ngũ cảnh sát nhiều lắm. Bọn nó ác lắm, nhiều khi nó gầm, nó thấy là nó bắn liền mà nó không cần. Chúng ta thấy nhiều cái case, biết bao nhiêu case rồi, thì lúc đó người ta muốn cải tổ lại cái bộ phận cảnh sát, vấn đề mà police brutality đó, vấn đề mà dã man mà thương hại người dân vô tội, mà họ muốn phải đeo phải cải tổ là thôi. Nhưng mà có một nhiều người nói hơi quá hay gì đó, thì đám Cộng Hòa nó mới dí cho là đám ông Biden là bên Dân Chủ là muốn defund cái hệ thống công quyền, tức là các cảnh sát. Dạ. là nói chung là law enforcement là gì chú, Các môn các bắt chấp ốc quyền, cũng đề nghị các cảnh sát, của cảnh sát. Dạ. các cảnh sát rồi FBI hay là military, cái gì những gọi là công chức công quyền đó, gọi là law enforcement, những người mà chấp pháp đó. Vâng, chấp pháp. Vâng, thì nhưng mà điều đó không đúng. Như ra khi mà ông Biden lên đó, ông muốn tăng cái phân lên nữa để mà cải tổ, là cái cách mà phải đeo camera mỗi lần hành xử, camera nó sẽ thâu lại hết, có làm gì gian dối hay bậy bạ là nó cái hình ảnh nó sẽ chiếu lại được hết, hoặc là những người phải coi là những người có
trong quá khứ đã có ý kỳ thị sát thương những người da màu này nọ mà một cách gọi là bất chính, vô liêm, hoặc là những cái mà là thì nó phải có cái hồ sơ liệt kê ra, phải cảnh cáo hắn ta, phải có gọi là background data, beta check của những người đó, hoặc là check của những người đó đã chưa từng làm KKK hay là Proud Boy, Oath Keeper mà kỳ thị muốn sát thương người da đen da màu đó, hay là có những cái record đó mà những người đó phải đi học lại, hoặc là phải có những cái hành xử đó thì có ông phải tăng cái tiền lên nữa. Nhưng mà cái đám Mỹ trắng mà cuồng Trump này nọ đó, kể cả người Việt Nam nữa, là không biết hiện miệng là cứ nói là đảng Dân Chủ thổ tả là muốn cắt tiền chi phí cho bên các lực lượng mà chấp pháp, chẳng hạn như là police hay là FBI hay là mật vụ hay là gì đó, nhưng mà điều đó là điều lão xạo, sai trái hoàn toàn. Thì đã nói người ta như vậy, nên nhớ tôi đã nói nhiều lần này, ông Trump là người đánh rắm rất là thối, mà hắn ta bịt mũi là chỉ cho người ta, nói là mày là hành đánh rắm thối. Cái đám Cộng Hòa mà thượng đẳng thượng tôn cực kỳ mà lắp súng, liếm súng và lái súng, những bọn mà dã man mà đụng chút nó hay dùng súng để mà biểu thị dương oai diệu võ, mà biểu thị cái quyền lực của nó đối với người dân da màu, những người thấp cổ bé họng đó, những người mới qua hay là những người bị dân tị nạn đó, là tao có súng nha mày, tao lái những xe bự bự trên 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 freeway đó, mỗi lần nó lấy một cái xe gì mà to khổng lồ đó, Ram hay là gì, là nó cảm thấy nó có đặc quyền hơn cái người lái xe Toyota hay những chiếc xe mà Honda nhỏ nhỏ đó. Ở đây mẹ, khi mà nó có súng đó, tự nhiên nó ban cho nó một cái thẩm quyền là nó có cái đặc quyền hơn người khác, mà nó có thể xử người ta nếu người ta làm bị đụng một cái nó lấy súng ra. Thì cái bọn Mỹ trắng mà thượng đẳng chúng tôi nó cũng vậy đó. Thì chúng ta phải train lại cái lực lượng cảnh sát cho nó hành xử và đúng cách, hợp pháp và công bằng, công chính, liên minh. Thì cái điều đó, cái bọn da trắng cho đến giờ này chuyên môn nói điều đó, nhưng mà khi mà vote cho vấn đề mà funding cho những cái vấn đề đó thì họ lại vote no, họ cắt cái vấn đề mà họ đòi cắt giảm chi phí của cái chính quyền bây giờ để mà cải tổ lại vấn đề mà cảnh sát mà phải take care những cái công việc mà hàng ngày như nào nó có công minh công lý hơn. Thì cái điều đó nó quá mâu thuẫn. Thì bên ông Trump cũng vậy, ông đã nói là đảng Dân Chủ muốn defund, tức là cắt giảm ngân sách cho cơ quan công lực hoặc là cơ quan cảnh sát, nhưng mà bây giờ bản thân đến phiên ông đó, khi mà họ làm đúng, họ làm đúng là thật sự là make American nó great again như ngày xưa đó, là phải công chính liên minh này đó, thì ông Trump bây giờ đã ra cái đoạn rồi mà đạo đức giả, tức là rất là mâu thuẫn. Ông đòi cắt giảm chi phí của FBI, của Bộ Tư pháp, giống như là một tay gì Kevin McCarthy hay ai đó chú, hay là Jim Jordan gì đó, Rim Jim Jordan đòi cắt giảm những cái ngân khoản cho bộ, bộ tư pháp, tại vì nói là bộ tư pháp dùng tiền liên bang để mà chính trị hóa cái bộ tư pháp để mà phục vụ cho ông Biden và đảng Dân Chủ thôi. Cho đến giờ này Bạch Cung với lại ông Biden không có nói một tiếng nào về vấn đề những người mà tố tụng của ông Trump, họ không có một chữ để cho bộ tư pháp là cái cơ quan rất là độc lập, hành pháp là hành pháp, tư pháp là pháp, chấp pháp là chấp pháp, và lập pháp là lập pháp. Thì cái này không có dính về tới cái đảng Dân Chủ. Nên nhớ ông Jack Smith là người independent, ông là trong cái đảng độc lập, ông không có Dân Chủ Cộng Hòa hết, ông Jack Smith. Còn ông Alvin Bragg, cái vấn đề ông Juan Marchand nói là ông Alvin Bragg là người chỉ định cho ông Juan Marchand để mà làm chánh thẩm phán trong vấn đề tố tụng này là quá sai. Không thể nào cái người mà công tố viên mà có quyền lực chỉ định cái người thẩm phán chủ trì cho cái cuộc tố tụng đó hết trơn đó. Và những người có một cái ông Việt Nam nào ở trên Huntington Beach mà ra biểu tình phản đối trong cái mà Son Lê mà TV nói là quá sai. Đây là ở New York, ông nói 99% là dân chủ, cái đó quá sai. Làm gì ở New York 99% rồi nói những người trong bồi thẩm viên, trong bồi thẩm đoàn, những người đó tất cả là đảng Dân Chủ hết. Cho nên họ chắc chắn là bất công cho ông Trump. Và ông lại nói là ông Trump đã thụ án này rồi, năm 2010 16 rồi, là người ta nói ông đã tha bổng, ông đã bị vô tội rồi, thì làm sao bây giờ lại đem ra xử nữa. Cái đó quá sai hoàn toàn. Cái vấn đề mà 2016 ông Seven lúc đó ông muốn điều tra đến 2018 thì William Barr đó
mới đưa cái memo nói là ngừng lại đi, chúng tôi đã take over Federal, tức là ở bên Southern District New York, chúng tôi điều tra vấn đề này, anh là ở trên quận hạt thôi, anh để chúng tôi take care. Nhưng mà ra Volumba đó nhiễm luôn, bỏ chạy luôn, là không làm nữa. Cho nên khi mà ông Alvin Bragg được bầu năm 2021 đó, thì ông coi lại những hồ sơ lúc này lại có nhiều thêm bằng chứng, thì lúc đó, ông mới tiếp tục, tức là resume đó, tái tái thụ cái vụ án này, chứ cái vụ án này nó chưa bao giờ chấm dứt á. Mà vấn đề mà statute limitation đó, theo mình hình sự đó thì nó tới 5 năm nè, cộng thêm đại dịch là 6 năm nè. Mà nếu ông Trump mà ở bên Mar-a-Lago, không ở New York 2 năm á, thì cái case đó có thể kéo dài, là tức là limit, tức là giới hạn đó, đến 8 năm nè. Có nhiều người nói 2 năm đã qua rồi mà tại sao còn đảng Dân Chủ muốn hại ông Trump này nè, và là thấy ông Trump muốn làm tổng thống, muốn là sợ thua cho ông, cho nên muốn hại ông. Nên nhớ ông Trump không có đập cái vụ án này bắt đầu trước khi ông Trump đã tuyên bố tranh cử nữa à. Cái mà ông Trump có tranh cử có làm tổng thống trong tù hay ngoài tù, cái luật pháp mà nó vẫn tiếp diễn. Cho nên ông Trump ông đã từng nói đảng Dân Chủ là muốn defund, và bây giờ ông lại muốn người ta defund, tức là cắt những cái khoản tài trợ cho FBI, cho Bộ Tư pháp. À, giống như là Jim Jordan, thì điều đó là mâu thuẫn đạo đức giả. Người đó là giống như là giống như mình cho nói cái đứa mà ăn cướp mà la làng, những người mà đánh rắm mà bịt mũi mà chạy đi rồi chỉ cho người ta nói đổ tội người ta đánh, tức là những người là gấp than bỏ tay người, ngậm máu phun người để thì hy vọng quý bà con cô bác, chúng ta thấy bao nhiêu ngàn lần, bao nhiêu trăm lần rồi, đó là Trump là cái người mà chuyên môn đổ cho người khác và những cái tội lỗi của mình. Chẳng hạn mà sau khi mà ngày được từ mà bên New York mà lại Mar-a-Lago, hắn ta nói là vụ truy tố này là sai trái, là gian lận, fraud, chứ nói là fake case, tức là cái giả án. Cái giả án này làm cản trở bầu cử 2024 và nên phải bãi bỏ tức khắc. đúng một chút là ông ta nói là fake news, trong khi bản thân hắn ta nói láo nói xạo vô cùng. Hắn nói là chúng ta thấy được, chúng ta là, tức là nói đảng Dân Chủ đó không thắng được ở phòng phiếu, cho nên chúng muốn tấn công chúng ta bằng luật pháp. They cannot win at the ballot voting place. That's why they want attack us by law. Đất nước chúng ta đang tụt dốc, bọn thổ tả điên rồ muốn can thiệp vào bầu cử bằng các cơ quan chức quyền nhà nước. Chúng ta không thể điều để chuyện đó xảy ra. Và chửi ông Jack Smith là thằng điên, chửi ông Jack Smith là thằng lunatic, đấy không? Hắn ta nói là tóm lại một án mây đen xám phủ trùm trên đất nước thương yêu của chúng ta. Tôi không còn nghi ngờ nữa là chúng ta sẽ một lần nữa chúng sẽ làm nước Mỹ vĩ đại. Tôi nghĩ khi mà truy tố, tố tụng, kết án và bỏ tù Donald Trump, cái đó là làm cho nước Mỹ chúng ta great again, không phải là great again mà thật là nước Mỹ, cái công chính, cái thượng tôn pháp luật nó sẽ được tôn trọng và thực thi rõ ràng. Chứ cái thời của Donald Trump, hắn ta đã vũ khí hóa Willem Barr sẽ đi vào lịch sử mà tư pháp Hoa Kỳ và lịch sử Hoa Kỳ và thế giới nói chung luôn đó, là một tay bộ trưởng bộ tư pháp mà bưng bô liếm liếm đế, dùng chữ liếm đế là nhẹ đó. Nếu nếu mà không phải trước mặt tôi dùng chữ liếm khác chứ không phải liếm đế đó, tay đó là tay bệnh hoạn, trơ trẽn, đốn hèn, đê tiện nhất trong lịch sử mà của những người bộ trưởng bộ tư pháp. Hắn ta cũng đề mà ông Robert Mueller đó chú, hắn ta đã nói là chỉ có 12 cái trường hợp rõ ràng ông Donald Trump đã cản trở pháp lý và công lý, mà hắn ta redact đi, bôi đi, và đã nói là không có bằng chứng nào để chứng minh là ông Trump là có phạm tội gì hết. Tay William Barr sau này những cái redact nó sẽ mở ra, quý vị sẽ thấy coi lại ông Robert Mueller là người, ông không kết tội được ông Trump, ông không có cái quyền đó, nhưng mà ông quyền đưa ra những cái chứng minh là ông Trump đã cản trở công lý trong 12 hay 11 lần. Hoặc là cái vấn đề mà collude với Nga đó, thì rõ ràng thì ông Robert Mueller ông không có tìm được bằng chứng. Nhưng mà nó thật, quý vị nên nhớ nha, Donald Trump đó, nếu mà không ăn gian trong cái vụ mà Michael Hunt mà đưa tiền bịt miệng đó, của Karen McDougal đó, Stormy Daniel, với lại cái tay mà doorman, cái người mà giữ cửa đó chú,
người nghiên cứu nói là ông Trump có một người con ngoại hôn, tức là con rơi á, con rớt, thì phải trả cho hắn ta 30 ngàn, còn bà Karen McDougal là khoảng 150 ngàn, còn Michael Cohen là 130 ngàn đưa. Nhưng mà cái tiền tổng cộng mà trả cho Michael Cohen đó chú lên tới 400 mấy chục ngàn, Đúng rồi. thì cái đó là rõ ràng là ăn gian. Thứ nhất là cái vấn đề mà ông đó ngủ với lại cái cô mà đóng phim con heo đó, trời ơi, con heo là người đó làm tình với biết bao nhiêu người mà ông này ông ngủ mà trên, nghe nói ở Lake Tahoe trên cái giường đó, cái hotel đó ngày xưa ông đã từng nằm với lại bà Melania, mà người vợ ông mới vừa có sinh đứa con 4 tháng thôi. Mà bây giờ cái vấn đó ông nghỉ xong rồi ông trả tiền bịt miệng đó, cái đó nó không có là cái tội. À, chỉ có cái tội mà misdemeanor là cái gọi là solicit sex thôi. Vâng, còn nếu mà ông trả tiền, còn cái này ông ngủ xong ông hứa với cô đó để mà đưa cô lên lên trên cái The Apprentice mà hắn ta lờ đi, cái người đàn bà đó, vợ chồng hắn ta, tôi đọc biết đó, rất ư là giận, tại vì coi như bị lừa một cách gọi là một cách là rất là Trắng trợn. đau đớn đó. Tức là cái chuyện đó rõ là, cho nên người ta phải để cho đến năm 2016 ta thấy cũng có dịp, cho nên cái bà này cũng là người không có thường, bà mới tìm cách mà bán cái câu chuyện là hâm là đưa ra, cho nên hắn ta phải trả tiền bịt miệng thôi. Để nhớ có một lần đó ông này đó ổng đưa những hình ảnh xấu xa và nói những lời rất là không có tốt đẹp về bà Daniel, Stormy Daniel này, chứ bà này thưa ông Trump, mà thưa ông Trump đó thì tòa án nói là dismiss cái case đó, tức là cái case đó nó không có được hợp pháp, không có gọi là cái case đó là nó defamation, nó không có được ấy, cho nên bắt bà này phải trả 200 mấy chục ngàn cho tiền luật sư phí mà ông Trump phải tốn trả cho luật sư của ông. Thì bà này bà mới kháng tố lên một lần nữa, thì kháng tố lên thì bị từ chối không được, cho nên họ bắt bà trả thêm 200 mấy chục ngàn nữa. Thì nghe bà này bà lại kháng tố lên thêm lần nữa, thì mới vừa rồi đó, cùng cái ngày thứ ba vừa rồi đó, thì tòa án mới quyết định là bà này cái kháng tố của bà cũng không được chấp nhận luôn, trên bà phải trả thêm, nghe nói là 200 120 ngàn phải không chú? Đó. Anh Thì một trăm tổng cộng bà phải dạ trả cho ông bên luật sư phí, bà không có thua, chỉ có cái là bà tố người ta mà người ta bị dismiss cái case thì bà phải trả cái tiền luật sư phí mà ông Trump thì phải trả đúng cho luật sư của ông, thì cái tiền là khoảng 620 20 mấy ngàn. Thì có những cái đài dư luận viên, những cái đài mà cháu coi ở trên internet đó chú, họ nói là tổng thống Trump đã được tha tội, là không có bị buộc tội, tổng thống còn được thắng nữa, mà bên Daniel Stormy Daniel phải trả cho ông trên 1 triệu đô nữa. Ôi ơi, quý vị thấy cái bọn dư luận viên, những bọn mà Trumper mà cuồng Trump người Việt Nam nói là những điều mà lão xạo sai trái, mà nói làm là người ta mù mờ đó, cho nên nhiều người nghe cái đài người ta tưởng là ô ông Trump ông được tha rồi, ông thắng kiện rồi phải, ông bác sĩ nghe nói ông được đền một triệu mấy. những người mà ngu tầm ngu mã tầm mã đó, bây những giờ người mà phù trợ cho ông Trump đó. Vâng, thì chú thấy sao ạ? muốn hỏi với bác sĩ để trước khi mình chuyển qua một cái đề Vâng. tài về ở Tennessee. Bác sĩ có nghĩ là ông Trump đó, ông nói là ông thu được 10 triệu, nhưng mà lẽ ra đó, nếu mà người dân mà còn ủng hộ MAGA, ủng hộ ông đó, thì ông đi tới ở New York, Manhattan, thì chúng ta người ta sẽ biểu tình hàng chục ngàn người, đằng này biểu tình nó mấy trăm người. Rồi ông về khi mà tiễn đưa ông đi một khỏi Mar-a-Lago để ông về New York đâu có đông. Rồi ông về ông phát biểu đó, ông nói là bây giờ nước Mỹ đã đi tới vực thẳm rồi, cần phải đấu tranh để vùng lên. Rồi bây giờ mới ngày hôm nay thì ông đưa ra cái True Social, thì ông nói là ngày ra tòa là một ngày tuyệt nhất trong lịch sử. Bởi vì là sao, ông nói là ông bị một người truy tố vô lý. Và ông cho rằng những người mà truy tố ông là những người mất trí. Có ai nói như vậy là xúc phạm với quan tòa, nói như vậy là xúc phạm tới luật pháp. Thì mình không biết là trong tương lai đó, ông tòa Merchant ông có quyết định gì không, mình chưa biết. Nhưng mà ông trước khi mà ông chấm dứt đó, thì ông đề nghị là ông khuyến cáo đó là không nên đưa ra những
hành vi hay là những hành động ngôn ngữ đó mà tạo gọi là phản loạn hay là tạo kích động ở trong dân chúng. Nhưng mà ông này thì ông chẳng nghe, tính ngon bướng thì chẳng nghe. Bây giờ thì bác sĩ nhận định nếu mà người ta ủng hộ ông nhiều thì có cái cuộc biểu tình nó rầm rộ không có. Ngay như là bên Orange của bác sĩ đó, biểu tình đâu có vài chục người ra đứng rồi cũng quan hô đã đỏ, trong đó có mấy người Việt Nam nữa, vân 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 vân. Thì bác sĩ nghĩ sao? Tức là cái miệng thì nói vậy nhưng mà cái phong trào nó đi xuống rồi, không còn ai tin được. Vâng, cháu nghĩ người ta đã mệt mỏi rồi. Có những người nghe nói thật, mẹ cháu, cụ bà học cái lớp 3, lớp 4, cụ bà người Bắc mà thích cải lương. Tại vì cải lương, thành thật mà nói, những cái thời kỳ năm 60, 70, 50 mà nó dễ hiểu. Bây giờ bà cụ cháu mà coi những cái chuyện của Leon Tolstoy, Dostoevsky, William Shakespeare, hay là Sidney Sheldon, hay là Victor Hugo, đọc những cái thì cụ bà đâu có hiểu được. Cho nên cháu không bao giờ mà trách cứ những người Việt Nam ở đây đó mà không có đọc, hoặc là chỉ hơn một chút những người chỉ coi Fox News thôi. Cháu có một người sư huynh mà ở bên ký đó, ổng khi mà cháu tranh luận với ổng, nói là bây giờ tranh luận dùng những cái news từ như là AP nè, Reuters nè, Bloomberg nè, hay là NSK nè, hay là Al Jazeera nè, những cái mà trên thế giới luôn, nó không của Mỹ, hoặc là của Mỹ mà rất là công bình, có 200-300 năm nay. Chứ 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 tôi không có dùng CNN hay MSNBC, mà anh cũng không dùng Fox News hay là Newsmax. Anh đồng ý. À, cuối cùng anh bí quá đó, anh nói thôi bây giờ định dùng cái nguồn nào cũng được, tôi anh dùng nguồn của anh. Thì khi mà đưa cái cell phone của ổng ra đó, ổng check cái nguồn của ổng, chú thấy không, nguyên một dàn lên dưới là Fox News ấy, Nhiều Fox mát News không à. Nào, một cái người mà coi Fox News bao nhiêu năm nay đó, chắc chắn là họ không bao giờ thoát ra được cái bong bóng mà nó, cái đám mê mà nó làm mù đi, làm mù đi cái giáo, cái tư duy, và hay nói là cái lương tâm, cái suy nghĩ của họ. Thì các bác ở ở vùng đồng Liêu Sài Gòn hay là hải ngoại đây á, những người họ nói những câu mà như cái bác vừa rồi Hân Thêm Biết, bác nói là tôi nằm mơ tôi thấy ngài đó, Chúa đó đưa ngài xuống như mà thiên sứ vậy đó. Ông cái bọn dân chủ là bọn sâu bọ nó lên, nó nắm chính quyền, nó cướp đất nước này, nó thấy người ta giàu là nó muốn thưa kiện người ta. Tôi nói vậy chắc là tụi nó ghét tôi lắm, chắc tụi nó cũng thưa tôi, cũng bỏ tôi. Bác nó nhìn bác rõ ràng, bác chắc cũng đang ăn welfare, bác cũng đang ăn medical, medicare, bác đang hưởng trợ cấp rồi housing. Bác mặc đồ và giọng bác là giọng bác Bùi Chu Phát Diệp, cho thấy rõ ràng giống như gia đình gia đình đó. Mà bác làm như là bác là trưởng giả học làm sang, chắc tôi là chắc nó cũng bắt tôi luôn. Tức là bác nói là bác là giàu như ông Donald Trump, tức là bọn dân chủ là bọn ăn bám. À, có rất là nhiều người Việt Nam đánh đồng những người nào theo đảng dân chủ là những người ăn welfare, ăn bám, không có đi làm, lười biếng. Tại sao mà thôi, mà những cái bác đó thật, quý bà con bác ơi, tôi không có trách họ đâu. Giống như mẹ tôi học tới lớp 3, lớp 4, mẹ tôi coi cải lương là khoái à, đâu có coi được những cái phim mà phải cần phải biết về thơ đường hay hay những bài hát mà phải biết về có trình độ mà cao học về về văn hóa Việt Nam hay văn hóa ở bên thơ đường để mà tìm thấu hiểu được những cái câu ca từ trong bài thơ hay là những câu văn, không có trách được. Các bác đó, bác nói những câu đó, tôi nhìn bác tôi thấy thương cho bác thôi, buồn cười thôi, chứ mình không có trách họ được. Cho nên nói tóm lại, làm sao mà cộng đồng chúng ta có nhiều người đưa đến sự thật, đưa đến bỏ luôn cái an toàn, an nguy tính mạng, nồi cơm bát gạo, hoặc là để mà mang đến cái sự thật cho cộng đồng chúng ta. Có kể cả những người đang ở Việt Nam, họ biết cháu không có tham vọng chính trị, không muốn làm cái gì cho nó. Từ trước 2016 là cháu chẳng biết việc Clinton, Obama, hỏi cháu cùi luôn, cháu không biết. Nhưng mà sau ngày tôi thấy ông Trump lên đó, và những lời ông nói và những cái là tôi biết là đất nước Mỹ này đang bị nguy hiểm ghê gớm. Mà đúng thật, chú có nhớ cái lần đầu mà cháu lên đài Người Việt Channel, đài Hoàng Bách không, cháu nói ông Trump á, là cái mối nguy ghê gớm trong nền an ninh Hoa Kỳ, tính mạng của người dân Hoa Kỳ về đại dịch,
và cái sự đoàn kết của Hoa Kỳ và thượng tôn pháp luật, kể như uy tín của Hoa Kỳ. Ông muốn kéo Hoa Kỳ ra khỏi NATO, muốn xé nát NATO, rút nước Mỹ ra khỏi TPP, cái liên hiệp mà Liên Thái Bình Dương, không? Rút ra khỏi Syria để cho người Kurd thê thảm, rồi bỏ hủy bỏ cái nuclear mà agreement là Iran, để Iran muốn làm gì làm, muốn deal với lại Kim Jong Un gặp ở Hà Nội, ở Việt Nam gặp 2 lần phải không chú, rồi cuối Hai cùng phải lần đi đúng là về mà không không Singapore. và Singapore nó mà không không có được một cái thỏa thuận, không có được tiến làm gì, mà ông còn đi đến mới gặp Tập Cận Bình, nói Tập Cận Bình làm một chuyện rất là đúng để mà đàn áp, bắt bớ, giam cầm những người Uy Ngô Nhĩ đó. Mà theo ông John Bolton đã nói, ông còn kêu gọi ông trợ Tập Cận Bình ủng hộ giúp đỡ cho ông thắng cử vào năm 2020. Khi mà ông thắng cử 2016, ông mời vợ chồng Tập Cận Bình tới để ngay Mar-a-Lago để mà chiêu đãi họ, rồi cho mấy đứa cháu mình đọc trích dẫn Tam Tự Kinh nữa và hát hát tiếng nói tiếng Chinese nữa. Trong cái vấn đề mà mậu dịch đó, và ban cô biết không, nước Mỹ đã mất 360 tỷ đô la, người nông dân nó phải thua lỗ 30 tỷ đô la, người Mỹ phải chính quyền Mỹ phải bỏ 30 tỷ đô la để mà subsidy cho họ. Nước Nga nó thắng được mấy trăm tỷ đô la tại vì tàu á nó không mua đầu nành và nông phẩm của Mỹ nữa, mà nó sang qua mua cho Nga, thì Nga nó lời khoảng mấy trăm tỷ đô la, trong khi nước Mỹ á cái import á mà nhập mà export á mà qua tàu đó nó tăng lên 25%, nó giảm xuống hai cái mà bán cho tàu đó, hàng hóa bán cho tàu đó giảm 26.3%, thì khi mà giảm như vậy mình phải phải bán được cho các nước khác, mà bán được lên được thêm có 2.8%, mà còn bọn tàu đó hả nó chỉ giảm có 8 chấm mấy phần trăm, mà nhưng mà cái số lượng mà bán thêm cho nước khác đó, nó tăng lên 5.5% rồi. Nên nhớ cái thời ông Trump đó hả, 4 năm làm cái deficit, mà vấn đề mà cái deficit GDP deficit bị thua, bị sụt tới 7 ngàn tỷ phải không chú, hay là mò đúng rồi 7 hay 9 ngàn tỷ rồi đó, kinh khủng như vậy đó. Mà nhiều người không biết, như cái ông gì mà biểu tình ở ngay Huntington Beach, ông đứng ra nói là cái vấn đề mà chuyện riêng tư người ta, cái chuyện riêng tư là ông mà hẹp sách với bà Somi mà lại không làm cái lời hứa của ông để người ta giữ giữ cái mối mối ở nước đó, mà ta muốn báo thù mà 2020 rồi sau đó dùng tiền đó mà khai lậu. Để cháu đọc nhanh thế này là chú, 11 có 34 tội trạng, 11 tội là ngụy tạo hóa đơn đó, là những tội trạng nằm trong cái số 1, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 30. Đây là cái vì phía công tố nói là Cohen đã không thực sự cung cấp những dịch vụ pháp lý như hóa đơn, và những cái hóa đơn này ngụy tạo để che đậy việc Trump hoàn trả tiền cho Cohen mà ứng ra cho Stormy Daniel. Cái nhóm 11 tội ngụy tạo chi phiếu đó là trong cái nhóm mà cái tội trạng số 4, 7, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 đó, là cái chi phiếu này được mô tả trong sổ sách của Trump như là chi phí cho dịch vụ pháp lý, nhưng mà thật ra để hoàn trả cái khoản tiền bịt miệng mà Michael Cohen đã ứng trước. Còn cái nhóm 12 tội là tổng cộng là 34 tội là ngụy tạo bút toán, đó là cái entry vô trong đó đó, là cách hoàn trả khoản tiền bịt miệng này được ngụy trang như là chi phí pháp lý trong sổ sách kế toán. Anh đã ngụy tạo những cái bút toán, những cái sổ sách mà trong kinh doanh đó, nó là tội đại hình. Mà cái tội đại hình lớn hơn nữa đó, anh che giấu đi những cái sự thật về cái nhân tuyển mà trong cái vấn đề mà tranh cử. Trong vấn đề tranh cử mà tổng thống đó, cái vấn đề mà transfer nó rất là quan trọng. Và anh mà giấu giếm những cái gì mà tiêu cực, những gì mà có thể làm cho anh người ta muốn biết để người ta bầu cho đúng người đó, che giấu cái đó là cái tội mà sai phạm trong vấn đề mà cạnh tranh, trong vấn đề mà ứng tranh cử tổng thống, thì đó là tội đại hình lớn. Thì cái chuyện mà lang chạ mà ngoại tình đó không phải là cái chuyện đó, cái chuyện mà người ta thưa tố tụng, cái tố tụng chính là cái ngụy tạo những cái sổ sách kế toán để mà vấn đề thuế má laundering đó, để mà trốn thuế, mà dùng tiền đó để mà trả cho cái chuyện mà tư tư riêng của mình, rồi để mà trong vấn đề mà cạnh tranh, trong vấn đề mà bầu cử tổng thống nó phải công bằng đó.
Thì cái đó là cái tội chính mà người Việt Nam không biết. Chú nói là cái chuyện đời tư cá nhân mà đem nó môi móc, tôi không care vấn đề đó. Tôi care vấn đề là cái năng lực của ông tổng thống. Ông này, mấy bác nói tốt là cháu không có trách những bác đó. Họ đọc, họ coi Fox News, họ là coi dư luận viên, họ không có đọc những cái nguồn như Associated Press, hay là Washington Post, hay là Al Jazeera, Bloomberg, Reuters, New York Times, hay là NPR, BBS. Họ không coi những cái nguồn mà có mấy trăm năm nay mà họ không không có bên phía nào hết. Thì cháu không có trách họ, nhưng mà nói những điều mà mình phải chỉ ra cho họ biết. Họ nói ông Trump là người yêu nước thương dân. Trời ơi, một tuần tới mình sẽ nói vấn đề ông Trump yêu nước thương dân. Trời Chỗ này ông nghe thì mà cháu muốn ói luôn. chúng tôi cũng không đồng ý. Bác sĩ Định vừa nêu lên đó, có một số người đó không có, ví dụ như là cái thế hệ đàn anh đó không có học hành cao, cho nên có thể nghe những cái tiêm nhiễm. Nhưng mà chúng tôi xin thưa là ngay chỗ của bác sĩ, tức là Orange County đó, những thành phần ví dụ như là ông Đỗ Như Điềm, ông Nguyễn Bá Tùng, tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, ông Trần Phong Vũ, là trước đây là từng là Việt Nam Thông tấn xã, là một vị nghĩa làm truyền thông rất là khá kính, mà vẫn viết thư. Ông Ngô Quốc Sĩ, ông Hoàng Đức Nhã, ông Nguyễn Xuân Nghĩa là những người có trình độ, chứ không phải là không có trình độ, mà tới ngược giờ này đó, họ còn ca tụng, họ còn viết, thì cái điều này rất là điều buồn, chứ không phải là như bác sĩ nói là cái thành phần là ít chạp. Không phải, những người này họ có trình độ, nhưng mà họ họ bị sai lầm, mà họ nhân danh đó là họ là những người trầm cảm, thì mình thất vọng vô cùng. Nếu những người này đó trầm cảm mà là đưa binh vực cho người độc tài, một người đi theo Putin, mà gọi là ca tụng những người này thiên sứ, nếu mà thiên sứ thì đâu có bị truy tố. Nếu là thiên sứ thì cái gì nó cũng nghĩa là có trên che chở hết. Đằng này đủ hết, 3 lần, coi như 2 lần bị impeach, rồi 1 lần bây giờ bị luận tội ra tòa, rồi còn 3 4 cái nữa, Vâng. Mar-a-Lago, rồi ở Georgia, vân vân và vân vân. Thôi bây giờ Mấy mình tuần nữa là cái tội của E. John Carroll đó chú, là rồi hai cái tội đó, cái tội rồi mà hạch sách nhiễu tình dục. Vâng. bây giờ thì mình bước qua, mình không còn nhiều thời giờ. Vâng, Hôm vâng. nay đã có một sự kiện khá quan trọng, tức là ở tiểu bang Tennessee. Cái tiểu bang này đã đảng Cộng hòa họ nắm đa số ở Hạ viện, cho nên ngày hôm nay họ trút phế 3 ông dân biểu, nhưng mà được 2 ông thôi. Tức là 3 ông đó là gì? Ông Justin John và ông Justin Pearson. Person Một người nữa là một người ông Johnson. Thì 3 người này đó, họ có đi tham dự cuộc biểu tình vào ngày 30 tháng 3. Cuộc biểu tình này đó là ôn hòa, không có gây ra bạo động. Những người sau khi mà cái vụ chết chóc ở trường học đó gây cho 3 trẻ em chết và 3 người lớn chết, tức là có tất cả 6 người, thì họ chống lại cái luật súng mà bao che để cho người ta ai cũng mua súng được mà không cần kiểm soát đó, thì họ chống, họ biểu tình. Thì bây giờ đó Cộng hòa họ lấy cái lý do là họ đa số kiểm phiếu, cho nên họ họ truy tố, họ trút phế, phải nói là trút phế 2 ông, ông John và ông Pearson. Hai ông dân biểu này đó, ông trút phế, thì cái số phiếu mà trút phế đó là 72-25, tức là coi như là 2/3, và một cái phiếu của ông Pearson đó thì 69-26. Qua cái sự kiện này đó thì mấy ông này ông nói là không, tôi đi biểu tình là tôi đại diện cho cái cư dân cử tri của tôi đi biểu tình để nói lên tiếng nói là không nên để trẻ em chết chóc như vậy, chứ không có gây ra bạo động, thì tại sao mấy ông trút phế? Thì ngày hôm nay họ trút phế 2 ông dân biểu nha, dân biểu tiểu bang ở tiểu bang Tennessee. Thì đây là một sự kiện lớn mà họ đang bàn cãi rất là nhiều. Thì xin bác sĩ nhận xét, và chúng tôi đưa ra là cái clip này để cho xin bác sĩ nha. Vâng. Quý vị sẽ thấy cái clip mà ông Justin Pearson á, ông nói về vấn đề. As though we are not living in a gun violence epidemic in the state of Tennessee. And the solutions that are being offered is actually to reduce the First Amendment rights of people who speak up on behalf of their constituencies, who speak up on behalf of people who are tired of the guns, who are tired of seeing legislation being passed that lowers the age for you to carry, tired of seeing legislation being passed that says you don't need a permit, tired of legislation being passed that says if we give teachers guns, that's somehow going to fix the problem. People are tired of these non-real solutions to a real problem that we are suffering from.
I've lost a classmate this year from gun violence. My mentor died last year from gun violence. We are dealing with a gun violence epidemic, and the resolution is not to, to silence the voices of people who send us here to the people's house to speak with them and for them. It is to make sure we do just legislation. It's to make sure we fight for red flag laws. We fight for good storage laws. We fight to make sure that this is a democracy and maintains its democratic principles. But that's what's being lost today. And so every Tennessean needs to be very concerned that we are not in a democracy. And across the United States of America, there has been no House members who have ever been expelled for exercising their First Amendment rights in a peaceful protest. This is a first in American history. And we are losing our democracy to white supremacy. We are losing our democracy to patriarchy. We are losing our democracy to people who want to keep a status quo that is damning to the rest of us and damning to our children and unborn people. It is no coincidence that the two youngest black lawmakers in the state of Tennessee and one or two women are on trial today. That is not accidental. This is what happens when you lose democracy. This is what we are fighting against and must stand up against as legislators and as people and as citizens across this country. Because it's starting in Tennessee, but it won't end here. How painful has this last week been to be a member of this body, and instead of talking about this, dead children. Đừng có ngừng lại được rồi chú. Vâng. Chú ạ, vâng. Thì quý vị thấy coi cái đó là thì tôi xin lỗi quý bà con quá, tôi giận run lên được. Như mình đã nói, bọn mà thượng đẳng thông tôn cực hữu đó, nó đang chế ra khoảng chừng mấy trăm cái đạo luật ở 40 mấy tiểu bang để mà chuẩn bị cho năm 2024. Có chuyện gì nó sẽ thắng ở những cái tiểu bang chiến địa để mà thắng luôn. Quý vị tưởng tượng đi, nếu mà quý vị biết nghe rõ bao nhiêu năm nay và biết ông Trump là thế nào, tưởng tượng năm 2024 mà Donald Trump thắng cử bằng những cái gerrymandering, bằng những cái gian lận mà bây giờ nó có thể biến thành luật pháp, mà bọn mà Mỹ trắng thượng tôn thượng đẳng supremacist, white supremacist nó đang chế tạo những cái đạo luật để nó đi vào cờ buộc mà nó thắng những cái tiểu bang chiến địa, chỉ khoảng 6 đến 8 tiểu bang chiến địa mà nó thắng thôi, thì là Donald Trump sẽ thành tổng thống Hoa Kỳ 2024. Quý vị tưởng tượng đất nước Hoa Kỳ sẽ thê thảm như thế nào. Nên nhớ nha, những gì mà Putin biết, Trump biết, những lúc mà có chuyện kinh khủng xảy ra đó sẽ quyết định như nào, Trump hay đi đánh golf. Tôi nghĩ bao nhiêu năm nay không có lý gì một người mà có những chuyện kinh khủng mà ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, đời sống của mình, cái gần như sống còn của mình mà đi đánh golf. Tôi nghĩ lúc mà đánh golf, lúc đó là có những cái nguồn trợ giúp quân sư đó, nói cho Donald Trump what to do next, làm những gì làm gì. Mà cái đó, cái nguồn đó một ngày nào đó chúng ta không biết nó từ đâu. Nếu nghĩ, quý vị thử nghĩ coi, còn đâu ngoài từ bên Putin, Russia. Nên nhớ nha, tập đoàn Trump với Eric Kushner nhận khoảng gần 2 tỷ đô trước khi mà tập đoàn Trump tranh cử tổng thống. 2 tỷ bên Deutsche Bank đó, người ta không biết tại sao mà đám thân tín mà giữ tiền cho Putin, nó deposit vô không thấy nó lấy ra, mà tiền đưa những người này có một lúc default, có lúc trả rất là ít. Cái mà đến bây giờ cái chuyện đó điều tra bên tối cao Pháp Viện phán là không có được bắt Deutsche Bank phải đưa ra những cái hồ sơ, cho nên cái đó nó bị cho đến giờ này nó nằm thế luôn. Tôi nghĩ khi mà dính bả của Putin á mà không làm á là sẽ bị chết hoặc là bị thân tọa trên điện, nó sẽ bộc lộ ra những cái điều mà thương luân bại lý, những cái chuyện mà trời không dung, đó là hay những cái sách thế mà những người đó đã từng qua bên Moscow hay là ở những cái hotel mà đã lang trà chung đụng ăn ngủ với các người mà con gái mà dưới vị thành niên. Thí dụ Putin đã từng làm đó là Kuklowski để mà cứu Yeltsin, Boris Yeltsin mà, và nhờ hắn ta mới lên làm thủ tướng và sau lên làm tổng thống bây giờ. Thì vấn đề như thế này, bọn Mỹ trắng cực hữu thượng đẳng không, nó đang hành quyết giữa thanh thiên bạch nhật, hành quyết chính trị đó quý vị, chứ không phải hành quyết bằng giết người. Có những người mà chống đối bọn nó, chẳng hạn như ba người dân biểu ở Tennessee đó, họ đâu có làm gì, họ chỉ đi xuống đường biểu tình cách ôn hòa cùng các trẻ em mà học sinh để nói lên vấn đề súng. Súng là cái nguyên nhân số một gây ra sát thương tử vong của các trẻ em trong Hoa Kỳ này. Tất cả thế giới ai đều có bệnh tâm thần hết, đều có OBGTQ hết, có những người trên cho đời khắp giới.
mà tại sao họ không có những chuyện chết người ghê gớm như nước Mỹ này? Tại vì nước Mỹ có 46% số lượng súng trên thế giới. Mà Lauren Boebert nói là boy and girl, chúng ta phải up that number, là phải làm cho tăng cái số lên. Quý vị tưởng tượng trong nhà mình có con nít mà nó chưa đủ trưởng thành, nó thích nghịch giỡn, mà chung quanh chúng đã để dao, búa, lưỡi lam hay là viêm quẹt, chúng ta để tứ tung đó, có phải là các cháu sẽ nào cũng phải bị injury phải không ạ? Bị thương tật hay là bị chảy máu phải không ạ? Cũng vậy thôi, cái nước nước Mỹ đang chia rẽ loạn lạc, đang giữ dằn cái vấn đề của Donald Trump đó, mà gia đình anh em nhiều khi là không từ nhau đó. Bây giờ cái vấn đề mà giữ dằn bọn Mỹ trắng đó, nó có súng đó. Bây giờ nó trong cái đất nước như vậy đó, chính trị đang đối đáp như đối đáo nhà huynh đệ tương tàn rồi ra sao thì, mà bây giờ súng nó có nhiều khắp nơi đó, thì cái chuyện chết người dễ lắm. Đừng có nói là súng không giết người, mình phải lo con người. Làm sao quý vị biết được những cái đứa nó đang bị tâm thần nó có đi nói với quý vị nghe không? Những người mà tâm thần nước Mỹ á, đa số là họ không có được chữa, đúng không? Cái chuyện mà mental crisis, cái bệnh khủng hoảng về cái bệnh tâm thần là cả thế giới luôn, mà nước Mỹ là một trong những nước đang bị đó. Làm sao chúng ta take care được cho hết đây? Và những đứa mà nó đã tính giết người này, nó mua súng đó, nó đâu có báo cho mình biết trước đâu. Với lại nó, những người tâm thần đó, không lẽ quý vị nhốt lại họ hết được à? Mà cho nên chúng ta cho gặp tôi đó là không ai được có súng, chỉ những công quan chất pháp, cơ quan pháp như là cảnh sát hay là những người bảo vệ cho những cái vị nguyên thủ này họ mới có súng, là cảnh sát chìm hay gì đó phải có phép đàng hoàng trong luật pháp, chứ không ai được quyền có súng hết. Nhưng mà bây giờ nước Mỹ không thể nào có cái chuyện, gần như không tưởng. Tôi không biết mấy trăm năm nữa cái vấn đề nước Mỹ không cho sở hữu súng. Vấn đề cho súng là tu chính án số 2 đó, nó có mấy trăm năm trước rồi. Cái đó là để mà phòng chống những người mọi da đỏ hay những người ở những cái ruộng vườn, những cái nơi mà dân quê này nọ, người ta sợ thú, thú nó tới nó ăn thịt này nọ, chứ không có cái chuyện mà nổi dậy mà chính quyền mà độc tài mà đàn áp nhân dân mà bao trăm nay đâu có chuyện đó. Nhưng mà cái bọn mà liếm lái lắp súng, nó vì tiền, nó vì cái tội mà những cái hội đoàn mà ở Tennessee đó, hội đoàn lập hiệp hội súng trường ở Tennessee, nó lobby, nó cho tiền cái đám dân chủ. Mà đám này trong ba người, hai người da đen, một người da đen thật sự là da đen, một người da đen lai like Filipino và một bà da trắng, thì bà da trắng lại không bị trục xuất, không bị đuổi ra khỏi khỏi cái quốc hội. Thì hỏi bà lý do gì mà họ trục xuất hai người kia mà chị lại được, là không một phiếu nha, bà chỉ survive được một phiếu thôi. Bà nói không còn nghi ngờ cái đó là tại vì màu da của tôi. Anh không? Bây giờ rõ ràng quý vị thấy rõ ràng bọn Mỹ trắng thượng tôn lưu đẳng mà liếm lái lấp súng, nó thích dùng súng để mà nó dominate người ta, để mà khống trị người ta, để mà đe dọa người ta. Cái bọn mà bạch bào thượng đẳng đó, nó không thích người di dân da màu, chúng ta phải biết nó. Và tại sao có những người Việt Nam này vẫn cứ tôn thờ, bưng bô liếm đế nó, nói nó là thương dân yêu nước, nó là thiên sứ mà Chúa gửi xuống. Tôi nằm mơ tôi còn thấy ổng nữa. Tôi chúc cho ngài được sức khỏe. Những cái chúc đó trong cái những cái mà dư luận bên đó chú, đa số những người đó đang ở bên Việt Nam không à? Họ bây không giờ, phải là bây, người dân ở mình còn 2 phút nữa xin bác sĩ. Vâng, thì cái vị nên thấy cái rõ ràng là hai anh đó anh đứng về phía học sinh, tại vì càng có nhiều súng là con em chúng ta chết. Một ngày đó đó con em chúng ta đi học mà bị đứa nào Mỹ trắng nó vô đó, hay là Mỹ đen, Mỹ vàng, Mỹ đỏ gì mà nó lên cơn điên của nó đó, hay nó bị ức hiếp này nọ đó, cái đứa nó bị bully, nó muốn trả thù, nó đâu có nói cho mình biết. Làm sao mình biết mà nói là súng không giết người, chỉ có người giết người, cho nên phải đi trị con người chứ. Làm sao quý vị biết nó sẽ một ngày đó nó xách súng, nó mà mua súng như vậy đâu có biết, làm sao mà cản được nó. Tốt nhất là càng mà nhìn một cái data thôi, càng nhiều súng là càng nhiều người chết. Cho nên bây giờ chúng ta phải ủng hộ những cái luật súng, làm sao cho mỗi lần mua súng phải có thời gian background check khoảng nhiều ngày tháng, càng dài càng tốt. Và những cái súng như là AR-15, AK-47, M-16, những súng mà súng trường và súng quân sự mà giết người hàng loạt, mà nó nhớ nha, cái viên đạn nó vô đây nó đi ra bình thường, còn AR-15 nó vô đây nó phá nát người ra. Cái ông bác sĩ mà mổ mà trauma nó sơ trên là ER đó, ông trước quốc hội ông nói hả, các em mà bị AR-15 mà bắn, các cha mẹ nó nhìn không ra luôn,
Hãy nhìn vô cái, nhớ lại ngày hôm đó mặc quần áo gì để mà nhận ra con mình, hay là check DNA mới nhận ra con mình. Nó chết một cách thảm thương như vậy đó. Mà bây giờ là sao? Mà bây giờ cái bọn lắp lái liếm súng, cái bọn mà lấy tiền của bọn Hiệp hội Súng Trường. Nên nhớ nha, Russian Putin đó, invest trên bề mặt chỉ có mấy trăm triệu thôi. Người ta ước tính nếu mà bề lặn luôn đó, chìm á, lên tới cả tỷ đô la cho cái Hiệp hội Súng Trường. Nó dính từ thằng Putin. Thằng Putin nó muốn nước Mỹ mình loại. Nó muốn cái NRA, nó phải lobby những thằng biểu dân cử mà nói làm gì phải làm. Hoặc là nó có những cái điều mà nó blackmail đó, cái những cái hình ảnh, những cái sách thép này nọ đó, nó bắt làm những chuyện gì mà hại cho nước Mỹ mình. Quý vị nên nhớ, đất nước mình phải đi bầu cho những người mà họ phản đối vấn đề mà chính sách về súng. Cháu có người bạn buồn lắm, học chung medical school, gửi cái hình đó, cái phòng đó, cả trăm khẩu súng, nói tại sao mày lấy internet mày gửi cho tao làm gì? No, cái này là phòng của tao đó. Tại sao mày có nhiều súng chi vậy? Để mà tụi Mỹ đen mà nó tới nhà tao, tao bắn tụi nó chết. Mày, ủa sao kỳ vậy? Lúc mà có cái chuyện gì xa đó, Black Lives Matter, nếu mà có người looting đó, đa số cái dân looting Á Châu là Mỹ trắng nhiều nha. Mỹ đen không có nhiều, coi lại, quý vị coi lại cái số người bị bắt đó. Và cái looting đó là ở downtown, ở những vùng nó có nhiều siêu thị, những cái hãng xưởng này nọ. Chứ nó tại sao nó lên CD Canyon, cái nhà của mày ở trên đồi trên núi mà có cổng, nó lên nó làm gì? Không, mà nên nhớ khi mà bảo vệ gia đình đó, mà có người bị đen vô, mày chỉ cần có một khẩu súng thôi. Tại sao mày cần có cả trăm khẩu súng? Không, hắn ta nói chung là những lời mà lấp liếm, mà những lời mà giả dối, những lời mà ngụy biện. Còn cái anh này đó, con mình lấy súng đó để mà mình bắn, học UCLA nó đâu, mà hắn ta vẫn còn mê súng, vẫn cho bầu cho Donald Trump. Tại vì Donald Trump là đại diện cho những người được quyền mua súng tự do, đúng không? Thì vậy, bây giờ, xin phép bác sĩ để kết thúc chương trình nha. Dạ vâng. Dạ. Thì mình nói là quý vị nên vận động bà con cô bác, 2024 chúng ta phải đi vào một cái sống còn. Nên là nhớ một điều nha, vì súng, vì quyền sinh sản của phụ nữ, vì vấn đề mà bầu cử công bằng mà bị ém nhẹ bởi bọn Mỹ trắng thượng đẳng tôn trên những người mà da màu, những người thiểu số đó, và vấn đề mà Ukraine đó, và Hoa Kỳ chúng ta coi Ukraine cái tiền đồn cho thế giới tự do chúng ta và chống lại tụi Putin đó, và Tập Cận Bình, bọn nó là một hà với nhau. Với lại những người thấy rõ công ăn việc làm nó tăng lên là vấn đề mà những cái Build Back Better, những cái mà nghị trình, những cái đề án của nước Mỹ này sẽ phát triển công nghệ về cái chip mà đứng sàng sau Taiwan với tàu. Tại vì cái bọn lobby, tụi nó lobby cho dân cử dân biểu làm chúng ta bị dìm đi vấn đề mà sản xuất chip công nghệ và vấn đề mà năng lượng xanh đó, để cho địa cầu không bị hâm nóng lên. Chứ đây trong 1-3 tháng đầu tiên, những tornado ở miền Trung Đông đó chú, miền Trung Tây đó, gần như là bằng mấy năm trước luôn. Tức là người ta ước tính là khoảng từ 4 đến 10 lần số lượng tornado đó, sẽ cái địa cầu thay đổi, cái khủng hoảng về bệnh tâm thần là những cái chuyện lớn nhất mà cái chính quyền chúng ta phải. Thì chúng ta thấy những người mà học hoặc những người trẻ đó, họ sẽ thấy là chính quyền nào, người lãnh tụ nào lo cho dân về vấn đề này, trong cái nước ta mạnh hơn để đuổi kịp với tàu. Những cái chuyện đó đó, quý vị sẽ thấy, sẽ làm người dân gọi là căm phẫn và sẽ được nung nấu. Họ sẽ có động cơ giống như năm 2020 thôi, giống như năm 2022 thôi. Chúng ta sẽ thấy số lượng người 2004 đi bầu đó, những người mà tôn trọng nhân quyền, nhân bản, thượng tôn pháp luật, dân chủ, những người tin vào sự thật, không phải một bàn môn tả đạ dối trá QAnon, tin vào cái sự công bình giữa những màu da sắc tộc với nhau, sự yên ổn nước Mỹ và cái sự lãnh đạo nước Mỹ trong thế giới tự do, trong như cái Paris Pact chúng về mà đối diện với địa cầu, hoặc là NATO, hay là AUKUS, hoặc là tứ đại kim cương ở bên nước Mỹ. Thấy không? Nước Mỹ, thấy rõ ràng nước Mỹ dưới thời đại ông Biden đã cái uy tín đứng lên hàng đầu lãnh đạo thế giới tự do, chúng ta thấy rõ ràng những cái đó. Thì 2024, những người Việt chúng ta, những người yêu dân chủ đã bỏ mạng, vượt biên, đã rời bỏ đất nước thương yêu chúng ta để tới đây để tìm một cái đất nước dân chủ, tự do, công bằng, bình đẳng, có cơ hội để mà tiến thân. Thì rồi, chúng ta phải biết mình ta bầu cho nha. Ai. Vâng, đó dạ. Thì quý vị nên rủ nhau đi bầu 2024. Chúng ta phải làm lại lần nữa. 2020 chúng ta làm một lần, 2022 chúng ta làm một lần, 2024
Tôi không có tiên đoán được chắc chắn luôn là số lượng người đi bầu năm 2024 sẽ còn phá kỷ lục của năm 2022 và phá kỷ lục năm 2020 luôn. Xin kính chào quý vị. Đó, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Qua sự trình bày của bác sĩ Ngô Ba Định, chúng tôi xin phép được khép chương trình ở đây. Bây giờ thì cũng nếu mà bỏ chương trình lên là đúng 12 giờ đêm rồi đó bác sĩ. Chúng Cảm ơn. kính chào và kính chúc quý vị nếu có đi ngủ một giấc ngủ thật là êm đềm. Cảm ơn bác sĩ. Chúc bác sĩ có một bữa cơm tối ngon. Xin kính chào và hẹn với bác sĩ lần tới.